Rồi, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái plugin Loop Flow. Đây là một cái plugin rất là thú vị để mà tạo ra cái chuyển động liquid dạng nước dành cho cái hình ảnh của chúng ta, và kết hợp nó với ví dụ như là plugin particular của bộ Trap Code thì chúng ta có thể tạo ra một cái hiệu ứng chẳng hạn như là cái thác nước đổ xuống một cái tòa nhà, đúng không? Thì đây là cái kết quả mà chúng ta sẽ thực hiện. Các bạn thấy đây là mình thực hiện cái hiệu ứng thác nước đổ xuống từ cái tòa nhà Landmark 81, đúng không? Đấy. Rồi, thế thì mình cung cấp cho các bạn cái link download cái file project cũng như là cái plugin ở trong cái phần mô tả của video ha. Thì hy vọng là các bạn sẽ like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn. Thì sau khi các bạn download cái plugin Loop Flow về thì đây là cái file zip, các bạn cần zip ra ha. Thì đơn giản là các bạn sẽ copy cái file AEX này, đúng không, vào cái thư mục program file, C program file, Adobe, Adobe After Effects Support File, và chúng ta sẽ copy vào cái folder plugin của Adobe, được chưa? Như vậy là xong, rất là đơn giản. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ mở After Effects lên ha. Và ở đây thì mình sẽ import vào một cái hình, đó là cái hình tòa nhà Landmark 81 này, được chưa? Rất là đơn giản. Và chúng ta sẽ để tạo ra cái hiệu ứng thác nước chảy bằng cái plugin Loop Flow này thì chúng ta sẽ phải có một cái hình ảnh thác nước. Ở đây mình cũng đã download xuống một cái hình ảnh thác nước, được chưa? Thì đây là một cái hình ảnh tĩnh, các bạn thấy hình ảnh tĩnh này nó không có chuyển động gì hết, được chưa? Thì ở đây thì mình sẽ đưa cái hình ảnh tĩnh của chúng ta xuống để tạo một cái composition. Mình sẽ đặt tên cho nó là waterfall luôn. Và với cái hình ảnh tĩnh này ở trong cái composition waterfall thì đơn giản là chúng ta sẽ vào phần effect. Chúng ta tìm đến cái plugin Loop Flow, chúng ta áp dụng nó vào cái hình ảnh của mình. Thì khi mà áp dụng vào thì các bạn thấy nó cũng chưa có tác dụng gì hết, được chưa? Thì ở đây để mà tạo ra cái diễn hoạt thì chúng ta sẽ phải vẽ một số cái đường mask để mà giúp cho cái plugin nó hiểu được cái chúng ta muốn chuyển động cái yếu tố nào trong cái hình ảnh và chúng ta muốn chuyển động theo cái hướng nào, được chưa? Thế thì ở đây thì mình sẽ select cái layer waterfall của chúng ta và mình sẽ sử dụng cái công cụ pen tool. Mình sẽ zoom vào cái hình ảnh của mình, đúng không? Và mình sẽ bắt đầu mình vẽ vẽ các cái đường path, được chưa? Đi nó xuôi theo cái ngọn tháp của chúng ta, được chưa? Và chúng ta sẽ không cần phải đóng cái mask này, chúng ta cứ để như vậy ha. Chúng ta bấm ra ngoài để chúng ta bỏ chọn cái việc tạo cái mask, được chưa? Sau đó chúng ta lại bấm vào cái layer để chúng ta select trở lại cái layer và tiếp tục chúng ta lại dùng cái pen tool để chúng ta vẽ một cái mask thứ hai, một cái path thứ hai ha. Và hai cái path này nó sẽ giới hạn cái ngọn tháp, cái tòa cái dòng thác của chúng ta lại, được chưa? Đấy, thì các bạn thấy bây giờ chúng ta đã có hai cái path. Ở đây mình sẽ đổi màu hai cái path này để chúng ta nhìn cho nó rõ hơn, mình sẽ đổi thành màu đỏ, được chưa? Một cái màu đỏ, một cái mình sẽ đổi thành màu xanh dương để chúng ta dễ quan sát. Các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã có hai cái đường path như thế này rồi. Và ngay sau khi mà chúng ta đã vẽ xong hai cái đường path này thì chúng ta chỉ việc vào trong cái effect control của cái plugin Loop Flow. Chúng ta vào cái mask số 1, okay. Chúng ta vào cái mask số 1 ở đây, và chúng ta sẽ trong cái ô chọn mask số 1 này chúng ta sẽ chọn cái mask số 1 của chúng ta, và tương tự như vậy ở dưới cái mask số 2 này, trong cái ô chọn chúng ta sẽ chọn cái mask số 2. Sau khi mà chúng ta đã chọn xong hai cái ô này rồi, chúng ta bấm Space thì chúng ta chạy, thì các bạn sẽ thấy là bắt đầu chúng ta đã có cái hiệu ứng dòng thác chảy rồi. Thì cái plugin này nó tự động dựa vào cái đường path mà chúng ta đã vẽ bằng cái công cụ Pen Tool đó, để nó tạo ra cái hiệu ứng chuyển động cho chúng ta. Và tất nhiên các bạn sẽ thắc mắc là chúng ta sẽ có thể thay đổi cái tốc độ chảy của nước như thế nào. Ở đây thì các bạn thấy tốc độ chảy của nước nó hơi chậm, mình muốn nó nhanh hơn, đúng không? Thì đơn giản là chúng ta chỉ việc xuống cái phần animation của cái plugin Loop Flow này. Và ở đây chúng ta xuống cái phần là Animation Cycle Time, tức là các bạn muốn cái ngọn cái ngọn thác này nó chuyển động, nó lúp lại trong vòng bao nhiêu giây,
Các bạn thấy hiện tại nó mặc định là 3 giây, chúng ta muốn nó nhanh hơn đúng không? Chúng ta sẽ giảm cái thời gian này lại, ví dụ mình sẽ đánh là 1 giây. À, bây giờ khi chúng ta chạy các bạn sẽ thấy là dòng thác nó sẽ chảy nhanh hơn rất là nhiều đúng không? Rồi tiếp theo thì sau khi chúng ta hoàn thành xong cái chuyển động của cái dòng thác mình thấy ok rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ cũng ở trong cái plugin loop flow này chúng ta sẽ check vào cái ô là show background. Hiện tại nó đang check, có cái dấu check ở đây, chúng ta bỏ check nó đi. Chúng ta lấy riêng cái phần ngọn thác thôi, được chưa? Rồi. Sau đó chúng ta quay lại cái hình ảnh landmark của chúng ta ha. Và bây giờ thì mình sẽ lôi cái composition waterfall vào. Các bạn sẽ thấy là cái thác của chúng ta đã được đưa vào trong cái composition của chúng ta. Và ở đây mình sẽ bấm S để mở thông số scale và mình sẽ bỏ link giữa cái chiều ngang và chiều dọc của cái hình ảnh này. Mình sẽ bấm vào thêm dấu trừ ở đây để mình lật ngược cái ngọn tháp của chúng ta lại, được chưa? Và mình sẽ bố trí nó vào đúng cái vị trí chúng ta muốn. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thì cái ngọn tháp của chúng ta nó đã được đưa vào trong cái landmark, hình ảnh landmark của chúng ta. Ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể vẽ thêm một cái mask xung quanh cái dòng thác này, được chưa? Cái mục đích là để chúng ta làm được cái phần viền của cái dòng thác để cho đường đường nó đừng có sắc quá, đúng không? Đấy. Thì chúng ta vẽ cái mask như vậy, sau đó thì chúng ta sẽ mở cái thông số, các cái thông số của cái mask này lên, mình sẽ tăng cái feather của cái mask này lên. Được chưa? Thể tăng khoảng 10 pixel. Và mình sẽ sử dụng cái thông số mask expansion để chúng ta tùy chỉnh thêm cái độ mở rộng của cái mask. Rồi thì các bạn thấy là bây giờ thì chúng ta đã có ngọn thác chảy xuống từ cái tòa landmark 81 của chúng ta. Tiếp theo nữa thì mình có thể bổ sung thêm một số cái hiệu ứng kết hợp với hệ thống particular của bộ Trapcode để chúng ta làm cho cái hiệu ứng nó thú vị hơn. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái layer mới đặt tên là bạc và mình sẽ áp dụng cái Trapcode particular vào, đúng không? Thì đây là một cái hệ thống tạo ra các cái particle, các cái hệ thống bụi. Ở đây mình sẽ solo cái layer particle này. Mình vào trong particular. Ở đây thì trong phần mình trước hết mình sẽ vào phần particle. Mình sẽ giảm cái size của nó xuống, đúng không? Giảm xuống khoảng tầm 2. Sau đó mình xuống phần physics. Trong phần gravity mình sẽ tăng cái gravity lên. Mục đích là để cho các cái particle này nó sẽ rơi từ trên xuống, được chưa? Và chúng ta sẽ xuống phần rendering motion blur và mình sẽ bật cái motion blur lên và sau đó mình tăng cái shutter angle lên ha. Các bạn thấy chúng ta càng tăng cái shutter angle thì cái hệ thống những cái hạt bụi chúng ta nó sẽ có cái độ mờ, đúng không? Và sau khi xong thì mình sẽ bỏ solo cái layer và mình sẽ đưa cái tâm của cái hệ thống particle của chúng ta lên ngay đầu cái ngọn tháp. Ở đây thì để cho cái hệ thống particle chúng ta nó rõ hơn một chút, nhìn nó rõ hơn, chúng ta có thể tăng cái thông số opacity boost ở trong phần motion blur lên một tí. Ở đây thì mình sẽ giảm cái velocity xuống một chút để cho cái những cái hạt particle nó không có văng quá là xa, đúng không? Và mình cũng sẽ mình nghĩ là mình sẽ giảm cái size của những cái particle này lại khoảng tầm 1 hoặc là 1.5, nghĩ là ổn. Light mình sẽ giảm xuống khoảng tầm 2 hoặc tầm 1. Opacity giảm xuống một tí ha. Và ở đây thì mình sẽ tăng cái velocity random lên một chút
để tạo cái sự ngẫu nhiên trong cái chuyển động của các cái hạt nước. Và các bạn thấy là như bây giờ như vậy thì kết hợp với cái hệ thống particular thì cái chuyển động ngọn thác của chúng ta nhìn nó thật hơn rất là nhiều đúng không? Và như vậy là ở đây thì mình đã kết thúc cái việc giới thiệu các bạn cái plugin Loop Flow, là một cái plugin rất là hay để giúp các bạn tạo ra một cái chuyển động về nước liquid với một cái hình ảnh tĩnh. Đây là một cái plugin đơn giản, rất đơn giản để sử dụng và cũng rất là hay để các bạn sử dụng cho các cái dự án của chúng ta. Thì hy vọng là các bạn sẽ thấy tutorial này thú vị ha. Mong các bạn sẽ tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng kênh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái tutorial tiếp theo.